Mọi người đến viếng chủ Vũ Linh thì ta cũng sang để nhang cho cô Kim Huệ nha mọi người. Hôm qua thì có chồng của cô Kim Huệ đến để sắp xếp qua đồ này kia mọi người, sắp xếp trang trí cho đẹp lên mọi người. Bữa nay là ngày thứ bảy mọi người, thứ bảy ngày ngày 25 tháng 3 2023 mọi người. Thì mộ của chú Vũ Linh cũng đã xây hoàn tất một phần, ta chỉ đổ bê tông thôi, đổ bê tông sang khoảng ngang mọi người, và lắp lên những chậu hoa rất là xinh đẹp để cho mọi người đến đây viếng và có thể cắm hoa lên những chân chậu này luôn mọi người. Người nhà ta sắp xếp rất là trang nghiêm. Giấc này chỉ hơi ít người thôi mọi người, tới hơi trưa một tí là sẽ đông, rất đông mọi người. Bữa nay cũng không thiếu những hoa quả mọi người, trái cây, bánh thì cũng rất là bắt mắt mọi người, không thiếu. Bữa nay mọi người, người ta tắt cái loa mọi người, tắt cái loa thành ra bọn em mới đến đây để quay được, chứ còn ta mở loa mọi người, mở loa thì mình bị dính bản quyền không có quay được nha mọi người. Như vậy là mình sẽ nói với cô chú anh chị là đã mộ chú Vũ Linh đã hoàn thành một phần mọi người. Người ta sẽ đã tráng bê tông ngang, như vậy là hoàn thành đó mọi người. Còn việc xây mộ thì người ta sẽ thiết kế ngôi mộ bằng đá mọi người, ta chỉ cẩu tới để lên là xong mọi người, chứ không có còn xây gì nữa cả.
nhưng cái thời gian người ta sẽ để mộ lên thì mình chưa biết ngày nào. Dạ, cô chú anh chị em sẽ báo tin cho cô chú anh chị xem và biết được vậy nha. Thế còn thời gian lắp mộ thì mình cũng chưa biết nha mọi người.